đây là những thành tựu lớn bắt đầu từ những bước thật nhỏ của Lê Bóng này. Khi mới bắt đầu xây dựng kênh TikTok, mình thử sức từ những bài nhảy nhỏ, dễ thực hiện, nhờ chú ý đến những chi tiết, động tác nhỏ mà điệu nhảy của mình được nhận xét là chỉ chu, rồi bỗng trở thành xu hướng lớn. Mình được nhiều bạn quan tâm và bắt đầu làm thêm nhiều nội dung mới lạ, thú vị khác. Càng được ủng hộ, mình càng muốn lan tỏa năng lượng tích cực với cả hướng sống không ngại rào cản với hình ảnh cô gái nhỏ, đam mê lớn. Vì thế, mình đã quyết định thử sức ở các mảng chuyên nghiệp hơn như là làm MC, biên tập viên đài truyền hình. Thử thách mới đi cùng với những khó khăn mới, mình nhận được vô số hoài nghi và năng lực, đến mức mình phải tự nhìn lại bản thân rất nhiều lần. Và rồi, mình chọn trả lời bằng sự nỗ lực, chăm chỉ hơn, thiếu ngủ hơn, ít thời gian vui chơi hơn, nhưng bù lại, được làm việc bằng tất cả đam mê. TikTok chính là bước đệm để mình tiến đến cơ hội mới từ những ấp ủ nhỏ, để mình thể hiện bản thân ở nhiều khía cạnh hơn. Lê Bóng của năm 2023 đã được biết đến với một hình ảnh khác, có thể làm nhiều lĩnh vực hơn, tích cực hơn, trưởng thành hơn. Rất biết ơn khi nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người. Chỉ những góp ý, những lời động viên đã giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn. Một creator nhỏ từ Việt Nam đã giành một chiến thắng lớn tại World Creator Fest Busan. The Awards Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Mọi người hãy bình chọn cho Lê Bóng và hạng mục TikTok Creator of the Year nhé.